Rồi chúng ta tiếp tục này. Rồi kéo sang đây. Chúng ta làm việc với tầng 2. Ok. Bây giờ các bạn sẽ reset cái này đi cho mình. Bỏ to nó ra. Chúng ta sẽ làm việc với các cái cấu kiện dầm tầng 2. Các bạn quét chọn như này. Tiếp theo các bạn filter, chọn structure framing cho mình. Ok. Chúng ta isolate element. Tiếp theo chúng ta lại chia đôi màn hình nhá. Cái này nó bị nhảy, nhảy thì các bạn bấm lên cho nó quay trở lại. Tôi chia đôi màn hình này. Ở đây các bạn thấy cái dầm D2.1 của chúng ta, cái dầm D.2.1 của chúng ta nó có 12 cấu kiện và nó không hiện chiều dài thể tích. Nguyên nhân là do các bạn nhớ không? À, tôi bật cái bản vẽ CAD lên. Chúng ta chỉ có 4 cái dầm D.2.1. Nhưng mà chỗ này do cái tiết diện nó thay đổi. Chỗ này là 220 × 400. Còn chỗ này là 220 × 500. Đấy, tiết diện thay đổi. Nên chỗ này chúng ta gom theo mắc là D.2.1, tất cả đều D.2.1, nhưng mà cái kiểu nó khác nhau nên nó không hiện. Thứ hai nữa là cái chiều dài của nó khác nhau, đương nhiên rồi, nên nó không hiện. Và cái thứ ba nữa chắc chắn là thể tích khác nhau rồi nên nó không hiện. Ok, đây chúng ta kiểm tra 0.477, 6.1. Ok. Các cái đoạn này thì nó vẫn bằng nhau. Ok. Lý do là các cái phần giòn của nó giống nhau, cho nên là cái phần thể tích của nó đều bằng nhau. Ok. Ok. Cái cách giải quyết của chúng ta bây giờ là gì? Chúng ta sẽ đặt tên các cái dầm ngắn này cho nó khác các cái dầm này, được chưa? Cho to lên. Chúng ta bỏ cái phần, chúng ta sẽ tích vào đây để bỏ cái phần group đi. Rồi D.2.1 đây. Những cái mà 220 × 500 như này thì các bạn có thể giữ nguyên cho mình, còn cái D.2.1 mà có tiết diện là 220 × 400 các bạn có thể cho nó một cái dấu sao cho mình. Dấu sao này, tiếp theo ở đây là dấu sao. Cái này lúc lọc bản vẽ thì chúng ta vẫn phải có thêm các cái phần chú ý thì người ta mới hiểu được. Rồi chúng ta kiểm tra lại nhé. Ok, đây các bạn nhìn này, nó có thể tích bằng nhau, được chưa? Chúng ta lại gom nó lại. Rồi thằng D.2.1A này có 3 cấu kiện. Ok, cái này đương nhiên rồi, có vẻ như nó cũng bị như lúc nãy. Đây chúng ta vào, chúng ta sẽ vào view này, chia đôi màn hình ra, chúng ta kích vào cái dầm D.2.1A xem nhé. Rồi kích sang đây. Đây. Ok, cũng bị chia ra đúng không ạ? Chúng ta lại edit, lại tích vào cho nó, bỏ nhóm ra. Đây, ok. Chúng ta cho nó một dấu sao đây. Chúng ta phải enter mới được. Được chưa? Rồi, chúng ta lại nhóm nó lại nhá. Đạt. Rồi các bạn nhìn xem, thằng D.2.3 và D.2.4 này, chúng ta lại chia đôi màn hình ra. Các bạn cứ kiên nhẫn làm cái việc này thì nó sẽ cũng nhanh thôi, không phải khó khăn đâu. Click vào đây, hiện ra này.
Đương nhiên rồi, nó gồm hai đoạn mà. Ok, chúng ta xem cái D24 luôn nhá. Kích sang đây, các bạn chọn bên này, sau đó các bạn kích sang đây thì nó hiện như này. Rồi, nó cũng bị tương tự. Ok, chúng ta sẽ xử lý hai cái dầm này. Đấy, bỏ tích ra. À, lại tích vào để nó bỏ nhóm ra. Đây, các bạn thấy đây, cứ cái nào mà nó có 400 như này thì các bạn đánh dấu sao cho mình. Thêm một dấu sao ở đây. Ok. Chờ. Tương tự như cái này. Đây. Enter. Rồi. Đây, D.24 này các bạn. Ok, cái này. Sao, enter. D.24 đây nữa. Chưa? Nó có hai dầm thì mỗi dầm nó có một đoạn như này. Ok. Rồi, chúng ta lại nhóm nó lại nhá. Bỏ tích ra. Ok. D2 gạch 12. Có hai đoạn. Chúng ta cứ quan sát đi cho nó chắc chắn nhá. Vào view này. Có mất gì đâu. Rồi, D2 12 kích vào đây, kích sang đây. Zoom lên. Hai đoạn này khác nhau, các bạn hiểu ý mình không? Hai đoạn này khác nhau, các bạn có thấy nó giống lúc nãy không ạ? Rồi. Cái này chúng ta có thể ưu tiên zone cho cái thằng này. Ok. Thì hai thằng này nó sẽ giống nhau. Theo tôi sẽ cho cái thằng này zone ưu tiên, được chưa? Thế nào cũng được thôi mà. Switch zone này. Ok. Tôi kích thằng này. Xong tôi kích vào thằng này. Ok. Sau khi xong được ESC này. Rồi. Ok. Dọn xong các bạn thấy nó chuyển màu xanh như này, không sao cả. Kệ nó. Chúng ta nhìn sang cái bảng thống kê của chúng ta đây. Ok, các bạn thấy chưa? Nó đã gom lại là 1 và nó đã hiện cái thể tích cho chúng ta. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ làm việc với tầng 3 nhá. Các bạn kích sang đây, chúng ta reset nó đi. Chúng ta sẽ cho to cái này lên. Quét chọn như này. Ok. Filter này. Bỏ phần lo đi. Ok. Lại isolate element. Chúng ta lại chia đôi màn hình ra. Ok. Các bạn thấy cái dầm mái của chúng ta đây, dầm mái 1 này. Ok. Nó có 12 cấu kiện và nó cũng bị tương tự như cái dầm D.2-1. Ok. Đây. Các bạn thấy thì chúng ta cũng sửa tương tự thôi. Đây, nó cũng phân ra như này đúng không ạ? Thể tích nó thì vẫn giống nhau thôi. Đây, hai cái này. Rồi, chúng ta sẽ sửa bằng cách này. Thêm dấu sao cho cái dầm 220x400 này, được chưa? Vào đây. Chúng ta cho to lên này. Rồi, chúng ta sẽ vào sorting grouping. Ok. Chúng ta tích vào đây để cho nó bỏ cái phần nhóm lại. Ok. Rồi. Đây, để máy 1 đây. Cái nào là 220x400 thì các bạn cho nó thêm một cái dấu sao. Ok. Enter. Đây. Ship sang. Ship 8. Enter. Ok.
Rồi, chúng ta lại nhóm nó lại. Ok, kéo xuống. Chúng ta còn cái dầm máy 2 và dầm máy 3. Chúng ta lại chia đôi màn hình. Dầm máy 2 này, click sang đây. Ok. Ở đây nó cũng gặp cái trường hợp như lúc nãy, chúng ta vẽ là chúng ta chia ra đúng không ạ? Ok, tương tự dầm máy 3 này. Các bạn thấy chúng ta cũng chia ra như này. Chúng ta cũng sửa như lúc nãy thôi, các bạn click sang đây này, cho to lên. Chúng ta tích vào bỏ nhóm ra. Ok, kéo xuống. Những cái nào mà có kích thước 20x400 như này thì chúng ta sẽ đánh dấu sao ở đây. Ok, tức là đổi tên đấy. Shift 8, Enter. Ok. Dầm máy 3 tương tự này. Shift sao. Đấy, cái nào 20x400 thì các bạn đổi thêm dấu sao cho tôi. Ok, như vậy là xong. Chúng ta lại nhóm nó vào. Ok, kéo xuống xem. Rồi, tầng 3 đã xong. Chúng ta còn cái tầng 4 ở đây. Lại chia đôi. Tôi reset cái này đi. Ok, tầng 4 của chúng ta đây. Các bạn quét chọn cho tôi filter này, bỏ sàn đi. Ok, isolate element. Rồi, đây chúng ta có cái D4.6 đúng không ạ? Thì vào đây. Đây các bạn thấy hai cái này, chúng ta cho to lên để kiểm tra. Rồi, tôi kích vào đây. Cái chiều dài của nó đây và cái thể tích đây. Đấy, các bạn thấy cái phần thể tích của nó khác nhau. Ok, chiều dài thì bằng nhau. Cái này nguyên nhân là do cái phần mái của chúng ta nó do mà thôi, không có gì cả. Đây các bạn thấy chỗ này chúng ta có phần mái, còn chỗ này đây phần mái chéo chéo này do vào đây thì các bạn thấy nó ăn mất cái dầm của chúng ta đúng không ạ? Còn cái phần này thì các bạn thấy chỗ này nó không có mái. Đây nó có mái từ đây trở ra, từ cái chỗ này đến đây. Ok, thì cách sửa của chúng ta vẫn theo quy tắc cũ. Ok, chỉ đưa màn hình. Chúng ta lại cho to cái này ra. Chúng ta lại kích vào đây. Ok, kéo xuống D4.6. Đây, các bạn cho mình một cái dấu sao ở đây. Enter. Chúng ta lại bỏ ra để chúng ta gom lại. Các bạn làm như này thì nó hơi chậm, nhưng mà chậm nhưng mà chắc chưa. Chúng ta lại chia đôi màn hình cho tôi. Ok, tiếp theo các bạn chọn cho tôi cái dầm này. Đây D5.1. Ok, click sang đây. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra. Đây, tôi zoom lên các bạn thấy cái dầm này và cái dầm này. Ok,
thằng bên này nó đang ăn một phần của cái thằng dầm bên này. Chính vì vậy mà các bạn thấy cái phần thể tích của nó sẽ không giống nhau, chưa 0,242 mét khối, còn bên này là 0,231. Ok, nó chênh nhau tương tự các cái dầm khác. Tiếp theo, đối với dầm này, tôi kích vào đây, tôi kích sang đây. Ok, nó cũng gặp cái trường hợp tương tự. Đây các bạn thấy. Vậy thì cái cách sửa của chúng ta vẫn như cũ thôi. Chúng ta có thể cho nó thêm một cái dấu sao. Ok, để phân biệt giữa hai dầm. Giờ chúng ta cho to cái này ra. Tiếp theo, chúng ta lại bỏ nhóm đi, kéo xuống. Chúng ta quan tâm đến cái dầm D5.1 trước. Đây, các bạn thấy nó chênh nhau đây, 0,24 và 0,23 mét khối. Ok, như vậy chúng ta sẽ quy định là cái dầm nào mà 0,23 thì chúng ta cho thêm dấu sao. Ok, enter. Đấy, các bạn nhớ gióng thật kỹ nhá, chúng ta đừng đánh nhầm, bất công sửa. Rồi, đấy, các bạn enter nó tự động nhảy xuống ạ. Ok, như vậy là xong. Tiếp theo, chúng ta có cái dầm D5.3. Ok, các bạn thấy nó cũng chênh mét khối như này, 0,16 và 0,15. Ok, tôi cũng cho cái 0,15 có thêm dấu sao. Shift sao. Trong bài của các bạn chịu khó vận dụng các cái bước mà tôi đã hướng dẫn, chúng ta vận dụng cách linh hoạt, thì trong mọi trường hợp chúng ta đều đối phó được. Ok, rồi chúng ta lại gom nó lại. Ok, toàn bộ các cái phần mà nó không hiện thể tích cũng như chiều dài chúng ta đều đã xử lý được hết. Ok, tổng kết lại cái bài này, tôi muốn nhắc mọi người là nếu như trong quá trình vẽ mà chúng ta chú ý được thì các cái dầm mà nó có cái phần giòn khác nhau hoặc là nó có cái khối lượng bê tông có thể khác nhau thì các bạn tốt nhất nên đặt tên khác như thế này. Cách hai, các bạn có thể đến cái bước này rồi chúng ta xử lý cũng được thì nó dễ quản lý hơn. Ok, thì đây là một số cái lưu ý của tôi. Bởi vì Revit này thì nó làm việc một cách rất là chính xác, không chỉ vẽ mà còn liên quan đến các cái phần thống kê chi tiết. Bởi vậy chúng ta phải làm một cách hết sức cẩn thận. Rồi, tôi tạm kết thúc cái bài này ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cái bảng thống kê này. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bài học kế tiếp.